Cựu cháu bé 1 tuổi bị kẹt ngoài ban công tầng 7 chung cư. Phát hiện cháu bé 1 tuổi bị mắc kẹt ngoài ban công của căn hộ ở tầng 7 của tòa chung cư, lực lượng cảnh sát CCCHCN, Công an Nghệ An lập tức đến hiện trường giải cứu thành công. Chiều ngày 23 tháng 12, Trung tâm Chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa giải cứu thành công một cháu bé bị kẹt ở ngoài ban công chung cư cao tầng. Theo đó, khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo có một cháu bé mắc kẹt ở ngoài ban công tại căn hộ tầng 7 chung cư Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chỉ đạo đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 1 huy động một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm đó, bé gái 1 tuổi chơi một mình ngoài ban công thì bị ngăn kéo tủ đồ chặn kẹt mất cửa ra vào nên cháu không thể vào nhà. Do cửa cũng không thể mở từ bên trong nên bố mẹ cháu bé đã điện báo tin cho lực lượng cứu nạn cứu hộ. Chỉ trong thời gian ngắn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng giải cứu cháu bé an toàn. Gia đình và người dân rất vui mừng, cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời giải cứu cháu bé an toàn về với gia đình.